giếng và cái đốc của chú anh chị. Thì giếng bà cô chú anh chị mà ai nhờ giết gì á, đừng có nhận nha, nhận là bị mất tiền rượu á. Mình cứ tự mình giết chứ người lại kêu giết dầm cho không dầm được nghe cô chú anh chị. Giết dầm là lát là anh tẹo á, triệu mấy là chuyện bình thường á. Mua dầm đầu cúng đâu này kia, mình mua tới cây đồ cúng mình nên mua ở chỗ mình đem lại. Nhiều khi đây là trà trộn trái cây là đem ra ngoài ta bán lại, rồi mình mua nó mua cúng đồ lại cô chú chuyện này. Cảm ơn bà trước nha cô chú cũng chuyện buôn bán tấp nập, người dân tấp nập luôn chú anh chị. Bây giờ mình vô ăn sáng rồi cô chú anh chị. Đại điện bà chú Sam Châu Đốc đông nghẹt luôn cô chú anh chị các bạn. Hôm nay ngày thứ sáu đông nghẹt. Còn cảnh điện bà chú chị là với mẹ núi Sam này cho đốc ngày đó là ngoài mẹ 100 tuổi. Mẹ chú điện à. Okay. Cổng ngoài vô chú anh chị. Đông nghẹt, thứ sáu mà đông nghẹt rồi ta. Hai sư tử đá ngầu cho cô chú anh chị các bạn. Một con của cô chú anh chị các bạn ơi, hai con. Ui ghê không? Vuốt cho cầu cho bình an may mắn của cô chú anh chị các bạn. Do tình hình dịch bệnh cho nên nó có lối ra vô rồi cô chú anh chị các bạn. Mai khủng không? Mấy cây mai. Thì sứ đằng kia là lối vô này lối ra. Sứ quá khủng chú anh chị mà không sáng đâu quá. Đây là dạ trả ơn bà cô chú anh chị các bạn. Trả ơn bà. Này ở sau mẹ bà nghe cô chú anh chị các bạn. Đây là sau lưng của mẹ bà. Cầu để cho mình bình an, cầu này cầu kia làm ăn cô chú anh chị các bạn. Giờ đi
chùa Ba xong rồi qua chùa Lầu nghe cô chú anh chị các bạn. Ông bà chùa này thì trong hẻm chung biết mới đi chùa này được nghe cô chú anh chị các bạn. Chùa Lầu này cô chú anh chị các bạn. Đó, Lầu. Chùa Lầu này ở tỉnh Biên cô chú anh chị các bạn. Kéo từ có tài luôn cô chú anh chị các bạn. Leo bằng cây tre cô chú anh chị các bạn. Đó, chú anh chị các bạn thấy không? Leo lên hái thu hoạch thông nó bằng cây tre. Cái rừng này tỉnh Biên giáp với Campuchia của chú anh chị các bạn. To thông nốt không? Vậy xe. Bò. Nông dân chăn bò rồi. Cứ thế chủ các bạn thấy không? Còn nguyên không có cô chú anh chị các bạn. Tạm thốt nốt rừng. Đây là tạm thốt nốt luôn cô chú anh chị các bạn. Đó. Leo lên cây tre để thu hoạch. Chùa ở trong hẻm cái tượng Phật nằm. Đây chánh điện. Đây là chánh điện nha cô chú anh chị các bạn. Đây là tượng Phật nằm. Ai thúc nốt rồi. Đây giờ lên. Toàn cảnh có chùa Lầu chú anh chị các bạn. Này bên ngoài cô chú anh chị mà này là chùa Lầu ở Tân Biên cô chú anh chị các bạn. Toàn cảnh nó đứng trên lầu này cũng trưa cô chú anh chị các bạn. Đứng ngoài này hơi nắng cũng đông người giếng nghe cô chú chị các bạn. Toàn cảnh chùa Lầu.